Đây, hello cả nhà. Trời ơi, tin nóng hổi luôn, tin giật gân luôn. Chủ của mấy chó này đem ra ông tiểu hổ kêu ông làm thịt. Rồi ổng không chịu làm, ổng kêu bán cho ông 100 đi rồi ổng mua ổng tặng cho mấy ấm. Trời ơi, mô Phật, thánh thần thiên đụng ơi, mới thấy á. Rồi con chó về ăn thịt, ăn ông nội nó xịt thịt đâu mà ăn. Con chó này bệnh chắc luôn nè. Ra đây con. Ra đây. Ra đây, ra đây. Đây con. Trời đất ơi, bộ xương xíu quách này không thịt đâu mà ăn ông cố nội. Ra đây con. Ra đây má thương nè, ra đây. Trời ơi, xương không mà ăn thịt. Ăn ông nội cha nó chứ ăn. Thằng cu hồn các đảng nào không biết nữa. Tao mà biết chủ mày hả, tao chửi cha nó luôn á. Trời đất ơi, nghĩ sao trời. Nghĩ sao mà nhỏ gì ăn thịt. Ê con. Nghĩ sao xương không ăn thịt. Đây con. Đây đây. Trời ơi. Trời, nụ cười tỏ nắng buổi sáng ông nội ơi. Trời ơi, cười lên cho vui, cười hé hàm răng. Dù cho có lỗ cũng cười cho vui. Trời ơi. Đây, trời ơi, mô Phật, thánh thần thiên đụng ơi. Bữa nay mới thấy ông làm phước á. Xích ra coi, làm gì hả cha? Có làm thịt chứ mất gì. Trời ơi, mới làm phước xong ra bắt làm thịt. Quỷ già không? Được rồi, xích ra coi. Mới vừa khoan, xích ra coi, xích ra coi. Trời, mới vừa làm phước xong qua quay qua bắt mèo làm thịt. Xích ra coi, tụi quay coi. Trời ơi. Rồi, ở cái mặt mày kìa. Mặt mày, ê, gì? Trời, thấy cưng không? Ta thấy cưng vậy mà ông làm cái gì trời. Kìa. Đó, thấy cưng không? Ông nghĩ sao mà cái mặt nó vậy mà ông đành đồng không? Ông làm hay vậy, ông có thấy không? Ông thấy nó lấy cái tay quơ quơ không không? Không. Ừ. Nó kêu ba ơi, ba ơi. Gì mà đạp dưới chân? Cây. Giờ làm. Chó hả? Vâng. Chó sống hả? Chó sống, chó chết à? Trời ơi, bắp bắp. Ảnh kêu làm thịt kìa bắp. Đi ra thương lượng thôi, không kêu làm thịt kìa. Cái bao kìa. Hỏi bán không? Chó kêu ra nó thương lượng đây, trời ơi. Mày nãy tin đồng con mèo. Ừ, bán đi. Bán đi ăn khác đi. Bán đi vô trong chợ mua thịt ăn. Trong đây người ta làm sẵn nè. Thiệt mà. Chợ gấu nó bán cả đống. Tội tình gì phải vậy.